Giải mã giấc mơ nằm mơ thấy trồng cây, trồng rau Điềm báo gì lành hay dữ và những con số liên quan Bạn nằm mơ thấy trồng cây Điềm báo cho biết bạn đang có những bước tiến vững chắc Và bạn sẽ đạt được nhiều may mắn thành công trong cuộc sống sau này Đặc biệt nếu bạn nằm mơ thấy mình trồng cây tre Tức là mang đến nhiều may mắn cho gia đình bạn Gia đình bạn sẽ làm ăn thuận lợi Còn nếu trồng cây trúc Thì sẽ mang đến nhiều niềm vui và sự may mắn cho chính bạn. Bạn mơ thấy trồng cây chuối, đây là điềm báo liên quan đến chuyện tình duyên. Có thể bạn sắp được gặp người yêu thương nếu trong giấc mơ thấy vào vườn bẻ chuối là người mê mệt vì bạn thấy gánh vài chuối trên vai còn sách thêm nhiều nải chuối khác là sắp phải lòng một người và sẽ cùng người ấy hẹn hò non non biển nằm mơ thấy trồng cây đu đủ chỉ cần nghe cái tên thì bạn cũng có thể dự đoán được điềm báo giấc mơ này là sự no ấm hạnh phúc đu đủ cũng là loại cây có ý nghĩa được nhiều người dân dùng trong mâm ngũ quả ngày tết do đó nếu bạn mơ thấy cây đu đủ chính là điềm báo về sự no đủ trong tương lai của gia đình bạn bạn nằm mơ thấy trồng gao cho thấy bạn là một người chịu thương chịu khó chăm chỉ làm việc cũng như là một người giàu tình yêu thương và biết cách chăm sóc gia đình, bạn bè và người thân yêu thương của bạn. Chính sự... bạn mơ thấy trồng cây cải điềm báo cho bạn nên chú ý sẽ bị nhiều người xung quanh dòm ngó đố kỵ, có khi là hãm hại bạn để có thể đạt đổ bạn khỏi vị trí hiện tại. Bạn nên chú ý hơn nữa nhé. Bạn nằm mơ thấy gieo hạt trồng cây điềm báo bạn nên chú ý hơn đến những người xung quanh bạn đang có nguy cơ bị gạn nứt, sức mẻ chỉ vì những vấn đề không đáng có. Bạn cần nên để ý lời ăn tiếng nói hàng ngày để tránh những bất đồng không đáng có. Bạn nằm mơ thấy người khác trồng cây, thể hiện rằng bạn sẽ có quý nhân giúp đỡ và những dự định hay công việc của bạn sẽ được thành công tốt đẹp. Bạn mơ thấy cây có cành, lá xum xê, giấc mơ này cho biết người nằm mơ là một người có tính tình rất cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ, đặc biệt là thích làm việc theo một trình tự và được lập ra một cách rõ ràng. Bạn mơ thấy leo lên cây, đây là một điềm báo xấu, nó chính xác hơn chỉ sự vất vả trong công việc và cuộc sống của bạn. Nói chung, với những ai nằm mơ thấy giấc mơ này, thì cần phải cố gắng và lăn lộn thật nhiều thì thành công mới đến với bạn. Bạn nằm mơ thấy cây bị gãy ngã, điềm báo là điềm báo xui. Việc bạn mơ thấy cây bị gãy đổ, báo hiệu gia đình sắp có chuyện xung đột, hoặc một tin dữ bất ngờ từ người thân. Giấc mơ này nó giống như một thông báo xấu, nhưng là mọi người để chuẩn bị tinh thần. Nằm mơ thấy rất nhiều cây, trong giấc mơ bạn thấy có rất nhiều cây Nhưng bạn lại không nhìn rõ hạt bạn không để ý là cây gì Thì đây là một điềm báo cho thấy bạn mất phương hướng trong cuộc sống Không thể nào tìm thấy lối ra Rất nhiều cây cối trong mơ Cũng giống như hàng vàng hàng ngạn người Che lấp mọi lối đi của bạn Do đó khi gặp giấc mơ này điều bạn cần làm Chính là hãy giữ cho tinh thần sức khỏe thoải mái, tránh căng thẳng. Mạnh sẽ khiến cho bạn càng mệt mỏi nhiều hơn. Nằm mơ thấy trồng cây hoa, đây là điềm báo may mắn, báo hiệu. Sắp tới, bạn đón nhận được tình yêu trọn vẹn, tươi đẹp, nhưng không như những bông hoa bạn gieo xuống vậy. Bạn chim bao thấy trồng cây cỏ, giấc mơ đang nhắc nhở bạn rằng người khác dường như không quá coi trọng và đánh giá cao của năng lực của bạn nguyên nhân dẫn tới những điều này là do tính cách và thói quen hời hợp của bạn khiến mọi người không tin tưởng bạn cần điều chỉnh lại việc giao tiếp của mình để thay đổi cái nhìn từ mọi người mơ thấy trồng cây à, liên quan đến con số nào

mơ thấy cây mía 14, 41, mơ thấy cây tre 11, mơ thấy cây sung 00, mơ thấy cây dừa 15, 51, mơ thấy cây đu đủ 19, mơ thấy trồng rau 21, 45, mơ thấy trồng rau cải 11, 09, mơ thấy gieo hạt 18. Bạn mơ thấy người khác trồng cây 16, 01, bạn mơ thấy người khác trồng cây đu đủ 00, 85. Bạn mơ thấy trồng cây mít 20, 15, bạn mơ thấy trồng nhiều cây 39, mơ thấy trồng cây băng đêm 04, mơ thấy trồng cây dưới mưa 19, mơ thấy trồng cây ở trường 67, mơ thấy bố mẹ trồng cây 02, mơ thấy người yêu trồng cây 38, 21, bạn mơ thấy bạn bè trồng cây 73, bạn mơ thấy đồng nghiệp đang trồng cây 82, 28, thông tin bài viết vừa rồi chỉ tham khảo. Xin chào.